Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bài nữa liên quan đến việc là chúng ta định nghĩa ra phương thức. Thì phương thức thể hiện cho các cái chức năng của một chương trình, thể hiện cho các hành động của một lớp. Và trong Java thì có hai loại phương thức. Một là những phương thức mà có sẵn của ngôn ngữ, và hai là những phương thức mà do người dùng tự định nghĩa. Thì buổi hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về là cách gọi ra các phương thức có sẵn. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để chúng ta định nghĩa ra các phương thức, cũng như là cái cú pháp để chúng ta gọi ra phương thức đó. Thì khi mà các bạn gọi phương thức ấy, thì các bạn chú ý một số cái thành phần sau đây. Thứ nhất đó là tên phương thức, thứ hai là các tham số đầu vào, tức là phương thức đó có những cái tham số nào thì chúng ta sẽ truyền vào những cái giá trị tương ứng, thứ ba đó là kiểu trả về, chúng ta cần quan tâm đến phương thức đó, nó trả về dữ liệu thuộc kiểu gì để chúng ta lấy về. Và ta sẽ định nghĩa ra một lớp. Ở đây thì để cho đơn giản, chúng ta cũng sẽ định nghĩa là lớp main thôi, chứa phương thức main. Và sau đó chúng ta định nghĩa ra một cái phương thức của lớp này. Ở đây tôi sẽ định nghĩa một cái phương thức là my method. Thì phương thức thông thường nó thể hiện một cái hành động của lớp. Vì thế cho nên là thông thường ấy, là với tên phương thức thì các bạn sẽ sử dụng các cái động từ để mô tả là tên phương thức. Đấy. Và trong cái việc mà chúng ta định nghĩa tên phương thức thì các bạn chú ý là có thể tên sẽ bao gồm nhiều từ khóa, sẽ bao gồm là nhiều từ, và cái từ đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ là viết chữ thường, sau đó là các cái từ tiếp theo thì chúng ta sẽ viết là chữ viết hoa chữ cái đầu tiên. Thì ở đây chúng ta có một cái phương thức có tên là my method. Tiếp theo ấy, là chúng ta sẽ in ra một cái chuỗi văn bản. Và sau đó chúng ta sẽ gọi cái phương thức my method này ở trong cái phương thức main. Ở trong này chúng ta sẽ in ra một số cái câu system.out.print. Đó, chúng ta in ra, sau đó chúng ta gọi nhé. Gọi phương thức. Tiếp theo chúng ta thử thi chương trình. Thì như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là chương trình đã in ra cái câu thông báo. Đúng không? Thế thì ở đây mọi người chú ý là mình sẽ giải thích thêm một số các cái từ khóa khi mà chúng ta định nghĩa phương thức. Thứ nhất đó là từ khóa private, riêng tư. Có nghĩa là cái từ khóa này để xác định là phương thức này sẽ định nghĩa là chỉ dùng trong nội bộ của phương thức. Thứ hai là cái từ khóa là static. Static là một từ khóa dùng để khai báo là cái thành phần này sẽ là thuộc sở hữu của lớp.
và mọi đối tượng của lớp sẽ dùng chung cái thành phần này. Thì ở có một đặc điểm ở trong Java ấy, là static chỉ truy cập được đến static, có nghĩa là vì phương thức main đã khai báo là static cho nên là các phương thức mà muốn gọi trực tiếp ở trong phương thức main thì chúng ta cũng phải khai báo là static đó. Thế còn cái void có nghĩa là cái phương thức này là không trả về giá trị nào. Thì như vậy đó là phần thì như vậy chúng ta đã tìm hiểu về là gì cách để chúng ta gọi phương thức ở trong phương thức main. Thì tuy nhiên thì các bạn chú ý là đây là một cái cách thức mà chúng ta định nghĩa chương trình ra thành các phương thức hay còn gọi là thành các hàm đấy. Thì trong lập trình hướng cấu trúc thì người ta gọi là hàm, còn trong lập trình đối tượng thì người ta gọi đó là phương thức. Thì tuy nhiên thì trong cách này thì chúng ta để ý thấy là ở đây thì chỉ đơn thuần nó là hàm main gọi hàm my method, đúng không ạ? Thì tuy nhiên thì chúng ta chưa thể hiện cái đặc điểm hướng đối tượng ở trong này, bởi lẽ là ở đây thì my method nó là một cái hàm và nó không thuộc về một cái, không được đóng gói trong một cái lớp nào cụ thể cả. Thì để thể hiện là cái tính hướng đối tượng ở đây thì chúng ta sẽ định nghĩa một lớp riêng đó. Và chúng ta sẽ đưa cái my method này vào trong cái lớp đó. Thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa một lớp class out. Chúng ta cắt cái my method này vào. Thì khi cắt ý, thì các bạn chú ý là cái private này các bạn sẽ đổi thành là public nhé. Đó. Và không cần phải static nữa. Vì sao lại phải chuyển từ public, từ private thành public? Bởi lẽ private là dùng riêng tư, tức là chỉ truy cập được ở trong nội bộ của lớp. Bây giờ các bạn muốn phương thức này có thể được gọi từ các lớp khác thì các bạn sẽ đặt nó là public. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng các đối tượng ấy thì các bạn sẽ cần phải khởi tạo đối tượng out obj bằng new. Đó. Ở đây chúng ta đã khởi tạo đối tượng của lớp output có tên obj. Sau đó chúng ta sẽ gọi phương thức my method của cái đối tượng obj. Trong cú pháp này là chúng ta đã gọi phương thức my method ở trên cái đối tượng obj. Đó. Và chúng ta sẽ thực thi. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là kết quả vẫn như cũ. Tuy nhiên thì chúng ta đã sử dụng cú pháp hướng đối tượng để chúng ta khởi tạo đối tượng cũng như là gọi phương thức của đối tượng đó. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phương thức của lớp. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.